Thưa quý vị và các bạn, sau vụ chết đuối đáng tiếc trong giờ học bơi tại trường của em Quách Gia Phú, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Trần Quang Khải, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 3 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có chỉ đạo kiểm tra và tăng cường việc đảm bảo an toàn học sinh khi học bơi tại tất cả các trường trên địa bàn của thành phố, đặc biệt trong thời điểm mùa nắng nóng, nhằm hạn chế thấp nhất nạn đuối nước cho các em học sinh. Ghi nhận của chúng tôi vào giờ dạy bơi cho học sinh tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 vào chiều ngày 25 tháng 3. Lúc này thời tiết nắng nóng nên gần như đa phần các học sinh rất mong đợi giờ học này. Trường đã được xây dựng hồ bơi nên nhà trường áp dụng thực hiện phổ cập bơi cho các em học sinh toàn trường. Trung bình mỗi ngày có khoảng 5 giờ dạy bơi với hơn 100 học sinh nên cứ đến giờ học này là niềm vui phấn khích của các em học sinh, cũng là sự căng thẳng tập trung của giáo viên dạy bơi. Do các em ở lứa tuổi và lớp học khác nhau nên bên cạnh việc hướng dẫn kỹ năng cho các em, những giáo viên ở đây còn luôn phải chú ý quan tâm đến khả năng và sức khỏe của từng em để đảm bảo an toàn cho các em trong giờ dạy của mình. Và trong cái quá trình dạy bơi và hoạt động bơi đó thì cái yếu tố về an toàn được đưa lên hàng đầu. Bởi vì tôi suy nghĩ thế này, chỉ cần một phút thôi mình lơ là các em có thể là gây tai nạn. Cho nên lúc nào đi nữa, các quy trình các em xuống hồ bơi á, trước khi các em xuống hồ bơi là đã được điểm danh rồi khởi động. Sau đó bộ phận thư ký kiểm tra và có cứu hộ đầy đủ thì khi đó ký vào biên bản là coi như được xuống hồ bơi. Thì các em được xuống hồ bơi coi như đầy đủ. Tới chừng lên thì có bộ phận kiểm tra lại. Khi các em đã được an toàn lên, cho nên cái yếu tố về an toàn là luôn luôn được trường đưa hàng đầu. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay cho thấy về cơ sở vật chất không phải trường nào cũng có hồ bơi, đội ngũ hướng dẫn viên còn thiếu. Theo thống kê tại thành phố Hồ Chí Minh có trên 1.800 đơn vị trường học với hơn 1,5 triệu học sinh của thành phố, nhưng chỉ có gần 100 trường chiếm khoảng 6% là có hồ bơi để học sinh tham gia sinh hoạt, nên đa phần những trường này đều thuê chung hồ bơi với các trường khác hoặc hợp đồng ở những địa điểm dạy bơi bên ngoài, do đó tính hiệu quả vẫn còn hạn chế, như vụ chết đuối của em Quách Gia Phú ở trường Trần Quang Khải, quận Tân Phú là một điển hình. Khi cho con đi bơi thì trước hết là phải tìm hiểu coi hồ bơi á, nó có đảm bảo an toàn hay không, có đủ lực lượng cứu hộ túc trực trong quá trình mà trẻ tham gia tập bơi. Xung quanh hồ bơi phải sạch sẽ và nước thì phải được khử trùng như thế nào đó, thì vấn đề đó về cái mặt vệ sinh thì cũng là rất là quan trọng. Huấn viên dạy bơi á, vừa có chuyên môn kỹ thuật về dạy bơi lội, vừa có chuyên môn kỹ thuật về sư phạm. Khi các em thực hiện á, chỉnh sửa tay chân các em, những cái động tác cho em cho chuẩn. Ngoài ra còn trang bị phao tay, phao lưng và phao tim cho các em để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các em. Rồi vừa kết hợp với phụ huynh để giám sát, để đôn đốc các em. Chương trình phổ cập bơi cho các em khi còn trên ghế nhà trường nhằm góp phần tạo kỹ năng sống bổ ích, rèn luyện thân thể, hỗ trợ cho các em trong học tập. Nhưng bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn về sức khỏe và tính mạng cho các em mới là vấn đề đáng quan tâm hơn. Do đó, việc đầu tư nâng cấp, trang bị dụng cụ đầy đủ, đặc biệt là đáp ứng thêm hồ bơi tại các trường học là vấn đề cần thiết hiện nay. Bên cạnh đó, nhà trường cũng như các phụ huynh cần chú ý hơn đến việc đảm bảo an toàn cho các em trong giờ phổ cập bơi ở trường, cũng như ở bên ngoài, nhất là vào mùa nắng nóng như hiện nay.